Và nhân ngày môi trường thế giới năm nay với chủ đề Chỉ một trái đất, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra nhằm truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm, trong phóng sự sau chúng tôi muốn đưa quý vị tới câu chuyện về những việc làm âm thầm, bền bỉ của một nhóm các bạn trẻ. Thu gom rác tại các bến sông, gầm cầu, nhóm Green and Book Ambassador trong nhiều năm qua đã góp phần làm sạch đẹp hơn môi trường sống. Hoạt động ý nghĩa của nhóm đã thu hút được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo cộng đồng, trong đó có cả những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Anh Him Kasai từ Nam Phi đến Việt Nam để theo đuổi công việc riêng của mình, tình cờ biết đến những hoạt động của Green and Book Ambassador, và kể từ đó, anh là một trong những tình nguyện viên tích cực của nhóm. Anh mong muốn sẽ có thêm nhiều người dân nữa cùng tham gia để lan tỏa thông điệp hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa vì một môi trường tươi đẹp. Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2018. Trong khi tôi đang ngắm cảnh trên bến thuyền sông Hồng, tôi thấy Green and Book Ambassador đang dọn rác trên bãi sông. Tôi rất ấn tượng với điều đó và đã ngay lập tức tham gia cùng với họ. Tôi thật sự thích triết lý về cách họ làm. Không ai yêu cầu họ làm việc đó hoặc trả tiền cho họ. Họ chỉ làm vì họ thực sự muốn môi trường được xanh sạch hơn, và họ đã làm điều đó trong nhiều năm. Tôi nghĩ rằng rất giá trị khi tham gia một nhóm như vậy. Vì vậy, tôi đã làm và tôi đã yêu thích nó. Từ năm 2012 cho đến nay, cứ cuối tuần, các thành viên của nhóm với đa phần là thanh niên, sinh viên sẽ dành thời gian làm sạch môi trường tại nhiều địa điểm ở Hà Nội và các tỉnh thành khác trên cả nước. Mỗi người đến tham gia đều mang theo găng tay và bao tải đựng rác. Rác thải được thu gom, phân loại rồi đưa lên xe chở đến nơi xử lý theo đúng quy định. Những cái hoạt động này thì dù là nó đóng góp nhỏ thôi, tuy nhiên là cái thông điệp mà nó muốn truyền tải đó là nếu mỗi chúng ta trong mỗi cái hành động của mình có một chút suy nghĩ đến bảo vệ môi trường hoặc cái số lượng rác thải mình thải ra thì nó sẽ góp phần bảo vệ cái môi trường sống xung quanh cũng như là đóng góp những điều tốt đẹp cho tương lai. Đoàn thiện nguyện ngày hôm nay làm như này là rất tốt. Nó có mang tính chất lan tỏa và giáo dục cho tất cả nhân dân địa phương ở đây và để cho cả chính quyền địa phương ở đây người ta biết để người ta cùng vào cuộc để giữ được sạch sẽ và được tốt đẹp. Một người tham gia có thể truyền cảm hứng nhiều người khác, rồi cứ thế nhân lên. Mỗi ngày sẽ có thêm nhiều những người biết bảo vệ môi trường. Khi người ta đã biết nhặt rác, người ta sẽ không còn xả rác bừa bãi nữa. Đó là cách để cuộc sống xung quanh chúng ta xanh hơn, ý nghĩa hơn.